chào quý vị tôi trân trọng gửi đến quý vị hai phần bút ký của hai tác giả khác nhau mũ xanh nguyễn minh châu và nguyễn khắp nơi hai tác giả khác nhau nhưng cùng viết về quận dĩ an mà thật là kỳ thú thì tác giả mũ xanh nguyễn minh châu đã chính là quận trưởng của quận Dĩ An trong những ngày trước khi mất nước. Trân trọng, kính mời quý vị nghe. Người Việt của tôi, quận Dĩ An, tác giả Nguyễn Khắp Nơi. Bút ký này được viết theo lời kể của một cư dân quận Dĩ An. Viết cho ngày 30 tháng 4 đen viết cho những người lính, nghĩa quân, cảnh sát, xây dựng nông thôn và nhân chúng của quận Dĩ An xưa. Kính tặng ông quận Dĩ An, ông quận Thủy quân lục chiến sát cộng, Trung tá Nguyễn Minh Châu, để tưởng nhớ chú ba trưởng cuộc cảnh sát Dĩ An. Thưa quý vị, nói về địa dư thì quận dĩ an thuộc về vùng ba từ sài gòn đi biên hòa nếu đi đường trong đường ngoài là đường xa lộ sài gòn biên hòa thì chúng ta sẽ tới thủ đức rồi tới dĩ an và cuối cùng là biên hòa mặc dù ở khoảng giữa sài gòn biên hòa nhưng người ta biết đến thủ đức và biên hòa nhiều hơn là biết tới dĩ an vì hai nơi kể trên có quá nhiều cảnh đẹp, thức ăn và trái cây ngon như suối tiên, nem thủ đức, bưởi biên hòa, vân vân. Dĩ An chỉ là một quận thuộc về miền quê, không có bất cứ một thứ gì đặc sắc ngoài cái việc ở kế cận Sài Gòn. Đúng vậy, nếu đứng ngay ở quận lỵ Dĩ An, chúng ta sẽ thấy ngôi chợ bót cảnh sát, ga xe lửa. Nhưng qua khỏi ga xe lửa một chút, chừng vài cây số thôi, là chúng ta đã tới miền quê rồi đó, với những cánh đồng lúa và vườn trái cây xanh mướt thấp thoáng những mái tranh đơn sơ. Và trong một vài mái tranh đơn sơ đó, có Việt Cộng. Sau Hiệp định Geneva 1954, phân chia đất nước làm hai miền miền bắc theo cộng sản còn miền nam theo tự do thuộc pháp khi pháp rút về nước trao chính quyền lại cho quốc trưởng bảo đại sau một cuộc trưng cầu dân ý bảo đại bị truất phế vừa cho ông ngô đình diệm lên làm tổng thống bọn việt cộng ở miền nam một số tập kết về miền bắc số còn lại rút gần rút cốt thay hình đổi dạng, nằm vùng chờ cơ hội. Tổng thống Ngô Đình Diệm lập chính phủ Cộng Hòa, lo vãn hồi an ninh trật tự cho miền Nam tự do. Ông cho bắt hết đám Việt Cộng nằm vùng, xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, cuộc sống người dân trở lại bình thường. Dân dĩ an nhờ đó cũng sống rất yên lành. Tôi sinh ra và lớn lên ở Dĩ An, chứng kiến những sự việc xảy ra ở đó qua hai đợt di cư của người miền Bắc vào Nam, năm 1954 và năm 1975. Dân di cư miền Bắc được tập trung sinh sống ở khu Thủ Đức, Hố Nai, Tam Hiệp, gần Biên Hòa và đương nhiên là gần Dĩ An thời đó tôi còn rất nhỏ, mới bắt đầu đi học tiểu học. Tới trường, hãy nghe đứa nào nói cái giọng khó nghe, thì hiểu liền, đó là dân Bắc Kỳ. Đang đi ngoài đường, hãy nghe ai đó nói, Resuma, nệ chúa tôi. Là tụi tôi biết liền, đó là dân Bắc Kỳ. Đi ra chợ, hãy thấy bà nào có hàm răng đen bóng, là bọn chúng tôi biết ngay. Đó là dân Bắc Kỳ. Một vài điều tôi còn nhớ như in vào đầu là Thời đó, con xài tiền giấy sẽ làm hai. Một đồng sẽ làm hai thành hai tờ năm cắt. Những đứa nhỏ Bắc Kỳ cùng học với chúng tôi. Tụi nó hiền lành lắm. Chỉ nhìn tụi tôi chơi giỡn chứ không bao giờ dám chọc ghẹo tụi tôi cả. Má tôi và những người tròm xóm bán hàng ngoài chợ thì nói những người bắc kỳ chịu khó làm việc và rất nhẫn nhịn cái gì cũng cười tôi được má kể lại là lâu lâu chính phủ tổ chức chiếu phim thời sự vào buổi tối ở ngay đầu chợ dĩ an để dân chúng đi xem đông lắm vui lắm thái bình thịnh trị mà tuy nhiên vào thời gian xảy ra đảo tránh ông ngô đình diệm và những cuộc đảo tránh kế tiếp. Tôi không biết và không nhớ nhiều cho lắm, vì lúc đó tôi chỉ là một đứa nhỏ 9-10 tuổi mà thôi. Chỉ có một điều làm tôi nhớ nhất. Vì có một lần chiếu bóng, Việt Cộng thấy lựu đạn làm đám con nít tụi tôi chết nhiều lắm. Tôi không nhớ năm đó là năm nào. Chỉ nhớ rằng, trong lúc đang mải mê xem phim chống bệnh tật, máu đỏ và máu xanh trong cơ thể chống lại vi trùng xâm nhập vào người, thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn, đùng. Nhìn chung quanh, tôi thấy người ta ngã xuống đất, máu chảy thật nhiều. Bọn tôi sợ quá, súng nhau chạy về nhà. Kể từ đó, ba má tôi cấm đám anh em tụi tôi không được đi xem hát nữa. Qua một thời gian vài năm không đi coi hát ở chợ nữa, bỗng có một bữa Mấy đứa bạn tôi rủ đi coi hát ở đầu chợ nữa. Tôi đã nói với tôi. Có ông quận mới về. Ông này sát cộng lắm. Nên tụi nó không có dám về thảy lựu đạn nữa. Đi coi hát được rồi. Nói thì nghe vậy thôi. Chứ má tôi đâu có dám cho tụi tôi đi coi nữa đâu. Anh em tụi tôi ham coi hát lắm. Lén lén đi từng đứa mỗi đứa coi một khúc rồi về thế cho đứa khác đi coi may là không có ai thảy lựu đạn nữa nên má tôi không biết chuyện này mấy bữa sau tụi tôi có chuyện đi ra quận đường đang đi tôi chợt thấy có một chiếc xe chip chạy chờ tới rồi có một ông mặc đồ rằn ri nhà binh ngồi trên xe bước xuống chống cây gậy đi chậm chậm dưới cặp mắt con nít của tôi thì ông rất là oai phong tôi đâu có biết ông đó là ai cho nên tôi cứ mở bự con mắt ra mà nhìn ông những người lớn tuổi đi kế bên tôi lao sao nói chuyện với nhau một bác đi kế bên tôi nói lớn ra vẻ thích thú đó ông quận dĩ an mới về đó người khác thì nói ông quận đó sát cộng lắm đó nghe Ông cho lính đi phá hầm Việt Cộng hoài à. Kỳ nào cũng giết được mấy đứa. Làm cho tội Việt Cộng sợ lắm. Trốn hết trơn rồi. Ông là lính thủy quân lục chiến đó nghe. Đánh trận ngầu lắm nghe. Ủa, ông tên gì vậy? Ai biết ông tên gì? Nghe người ta kêu ông là ông quận thủy quân lục chiến. Vậy thôi chứ. Ai mà biết ông tên gì? Mấy ngày sau, nhân dịp Tết Trung thu, bọn con nít tụi tôi được đi theo thầy giáo tới quận đường để lãnh lồng đèn và bánh Trung thu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tới quận đường và được lãnh quà Trung thu. Tôi không còn nhớ đã được lãnh lồng đèn kiểu gì, nhưng tôi nhớ rất rõ là được phát một cái bánh dẻo nhỏ bằng ngón tay, ăn có mùi lá dứa Nhà tôi ở ngay chợ Dĩ An. Mỗi ngày ngoài giờ học và những giờ chạy chơi với bạn bè, tôi đều phụ má tôi bán hàng. Nên được nghe nói rất nhiều về ông quận Dĩ An, thủy quân lục chiến. Có người kể, tối hôm qua, ông quận cho lính đi phá hầm, giết nhiều du kích lắm. Thằng con của Nam Rê, không có dám về, kêu đi đắp mô nữa cũng có người nói tối bữa trước thằng năm con ông chín lùa kéo đám trong bưng về chặn đường ông tám hó hội đồng xã đặng giết đó mày phước ông tám có thằng nghĩa quân xách súng đi theo bắn trả lại rồi chạy thục mạng ra tới xã ở luôn đó mấy bữa rồi cũng không có dám về nhà một ông già bán sạp cười thật là vui vẻ nói lớn Thật là sướng nha, hôm nay cuộc mình yên lắm rồi. Tụi tôi và bà con chồng xóm hết bị mấy cái đám ác ôn tối trời về bắt đi đắp mô rồi. Nhớ lại hồi đó, tôi bị lùa đi đắp mô, sáng lại phải đi phá mô. Không có còn sức đâu mà làm ăn nữa. Như tôi đã nói ở trên, từ ga xe lửa dĩ an đi theo đường cái vô sâu chừng vài cây số tới vùng nhị tỳ nhà đèn dĩ an là tới khu ruộng lúa và những đám rừng âm u những người đi theo việt cộng ban ngày vẫn làm ruộng trồng rau ban đêm nhập với đám việt cộng trong rừng ra rồi đi tới từng nhà đòi đóng thuế hoặc giết những người trong hội đồng xã nhà hàng xóm gần nhau ai theo việt cộng ai theo quốc gia dân chúng có khi biết nhau hết nhưng không ai dám nói ra có một bữa dân chúng kéo nhau đi coi xác việt cộng chết được ông quận kéo về để dọc đường rầy xe lửa tôi tò mò lén đi coi tới nơi tôi thấy có chừng sáu bảy cái xác việt cộng đứa thì mặc quần xà lọn đứa thì mặc đồ bà ba đen quấn khăn rằn bị bắn chết máu chảy đầy mình. Lính nghĩa quân cầm súng đứng gác kế bên cạnh. Người ta đi coi đông lắm. Tới tận nơi mà dòm. Tôi thấy xác chết thì sợ quá. Đâu có dám tới gần. Tôi chỉ đứng lỡ sớ phía xa thôi. Bỗng tôi nghe có tiếng người léo xéo nói với nhau. Xác đó là thằng Tám đó. Con của Sáu Lô đó. Có người làm gan tới hỏi anh Nghĩa Quân đứng gác việt cộng bị bắn chết rồi sao không đem đi chôn mà lại đem trưng ra đây coi dễ sợ quá hồi hám quá đi à anh nghĩa quân trả lời tụi tôi mới đi phá hầm bí mật của việt cộng tối hôm qua đó ông quận cho kéo về chờ làm giấy tờ xong mới đem chôn và cũng để đó đặng cho bà con mình biết đừng có đi theo việt cộng mà có ngày bị chết thảm như cái đám này đó nghe tôi lớn lên theo tình hình an ninh của quận dĩ an ông quận dĩ an vẫn còn làm việc ở quận tôi không có dịp gặp ông nữa nhưng nghe dân chúng nói rất nhiều về những điều ông làm ông chịu lo lắng cho vấn đề an ninh của dân chúng chịu hành quân chịu đi phá hầm truy lùng việt cộng lắm vì thế dân chúng mới đặt cho ông cái tên ông quận sát cộng bây giờ thì tôi đã lớn đủ để hiểu việt cộng là ai rồi và sát cộng là gì rồi tôi chỉ là một đứa con gái nhưng tôi cảm thấy phục ông và lâu lâu vẫn suy nghĩ ông đi đứng chống gậy rất khó khăn vậy làm sao mà ông có thể đi hành quân phá hầm việt cộng hoài hoài như vậy được chứ có một bữa bán hàng tôi thấy có một đám người lạ mặt mặc quần áo đen đội nón rộng vành mang ba lô tới ăn ở quán của nhà tôi tôi thấy họ mặc đồ bà ba đen và quấn khăn rằn thì sợ lắm nhất là khi nhìn thấy cái nón của họ hơi giống cái nón tai bèo của đám du kích nhưng khi thấy họ mang ba lô thì tôi đỡ sợ vì tuy không đi lính nhưng tôi cũng biết chỉ có lính cộng hòa mới mang ba lô mà thôi khi một chú ăn xong kêu tính tiền tôi làm gan hỏi chú là lính gì mà lại mặc đồ đen vậy chú này còn trẻ lắm nhe răng cười rồi trả lời tôi tụi tôi là lính xây dựng nông thôn mới từ vũng tàu về đây nè nghe anh trả lời thì tôi biết vậy thôi và tôi cũng chỉ gặp họ một lần đó thôi nên cũng quên đi vì tôi còn lo bán hàng, lo đi học nữa. Chừng vài tháng sau, tôi nghe dân chợ nói chuyện với nhau. Nè, lính xây dựng nông thôn được lắm nghe Họ không có giống lính Cộng Hòa đâu. Họ ở luôn trong ấp của mình đó. Mấy ảnh giúp mình đủ chuyện hết à. Có bữa còn phụ mà tắm cái, cây lúa đó nghe. Ban ngày, đám xây dựng nông thôn này đi vòng vòng giúp bà con ban đêm họ xách súng đi tìm việt cộng mà đánh đó tội nghiệp quá à. họ làm việc sáng đêm luôn tối qua đám này ghé nhà tôi tía thằng tâm nói tôi nấu cháo cho mấy chú đó ăn cho no đặng làm việc đó từ đó tôi mới biết lý do tại sao họ không có mặt ở chợ nữa vì họ ở luôn trong làng trong xã chung với dân. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, tôi cho rằng Việt Cộng nằm vùng sống cùng với dân. Muốn diệt trừ bọn này chỉ có cách là cũng sống cùng với dân như những người lính xây dựng nông thôn này thì mới tìm ra chúng mà đánh thôi. Từ đó, tôi lại có thêm cảm tình với lính xây dựng nông thôn và lại thêm cảm tình với ông quận Dĩ An tới tuổi thi tú tài. Tôi lo học, nhưng cũng thích thơ TTK, Ú Loan, Hồ Dánh, và cũng thích đọc The Exodus, Cuộc Di Cư, Chiến tranh và Hòa Bình vân vân. Một bữa, tôi đang đọc cuốn Trại Đầm Đùn, thì một ông khách lạ mặc quần áo cảnh sát bước vào quán kêu đồ ăn. Ông trạc tuổi 45 gì đó, khi tới quầy trả tiền, liếc mắt thấy tên cuốn sách. Ông nhìn tôi ngạc nhiên. Con gái mà đọc mấy loại sách này làm chi? Tôi trả lời ông. Dạ, cháu đọc cho biết Việt Cộng là như thế nào. Lâu lâu, ông lại ghé quán của má tôi ăn trưa, ăn tối. Tới khi quen rồi, tôi mới biết ông là cuộc trưởng cuộc cảnh sát dĩ an. Có bữa tôi cắt cớ hỏi ông chú bà có khi nào chú bắt được việt cộng rồi cũng tra tấn người ta giống như bọn việt cộng tra tấn nhân giống như trong cuốn sách trại đầm đù này không ông đã cười lớn một lúc rồi mới trả lời tôi bạo tàn không phải là nghề của cảnh sát quốc gia mình làm gì cũng phải có tình người ở trong đó hơn nữa hỏi cung đám việt cộng là do cảnh sát đặc biệt hoặc là an ninh quân đội phụ trách chứ không phải nhiệm vụ của chú đâu từ đó tôi có cảm tình nhiều hơn đối với ông ông kêu tôi là con gái và xin chú với tôi nhà ông ở sài gòn ông đi làm bằng xe vét ba hay lam vét ta gì đó tôi không nhớ rõ chứ không lái xe jeep của cảnh sát người ta kêu ông là chú ba thì tôi cũng theo đó mà kêu chứ không hỏi và cũng không dám hỏi tên thật của ông. Tháng 4, 1975, ngày đen tối của Việt Nam Cộng Hòa đã đến. Mấy ngày trước đó, thấy tình hình nguy ngập, má tôi lo cho tính mạng của anh hai tôi đang đóng quân ở Bạc Liêu và anh rể tôi làm cảnh sát ở xa càng. Nhưng đâu có làm được gì hơn. Má tôi chỉ còn cách bảo tôi đi mua gạo trữ phòng khi có biến. Gần cuối tháng, tôi nghe súng nổ thật gần, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Sáng ngày 30, tôi nghe trên đài phát thanh Tổng thống Dương Văn Minh, Minh đầu hàng Việt Cộng và kêu gọi binh sĩ các cấp gác súng chờ bàn giao. Má tôi lo cho số mạng của người con trai và con rể, còn tôi, tôi lo cho số mạng của những bạn bè tôi đã đi lính. Dĩ An ở gần phi trường Biên Hòa, gần cả căn cứ sóng thần, nên có rất nhiều thanh niên gia nhập, không quân và thủy quân lực chiến. Bạn bè tôi ở trong đám này đông lắm. Rồi còn những người lính xây dựng nông thôn nữa. Họ còn đang ở chung với bà con trong xã, ấp. Còn chú ba cảnh sát, còn ông quận thì có lục chiến sát cộng nữa. Họ sẽ ra sao đây? Mẹ tôi lính quính đi tới đi lui trong nhà. Tôi cũng lo sợ. Lo sợ cho mẹ tôi, cho chính tôi nữa. Cuộc đời mình rồi sẽ ra sao? Ngay lúc đó, chúng ba bước vào, mặt mày đăm chiêu. Điều ngạc nhiên hết sức là chú không mặc bộ quần áo cảnh sát thường ngày, mà chú mặc bộ đồ màu trắng tươi, đeo lon và huy chương sáng ngời. Chú nói với mẹ tôi, Tôi chào chị lần cuối rồi tôi về nhà. Đầu hàng rồi, nhưng tôi đâu có thua trận đâu mà đầu hàng. Sáng nay, khi nghe tin Tổng thống Minh đầu hàng, tôi đã tập hợp tất cả cảnh sát trong cuộc lại để làm lễ chào quốc kỳ lần cuối cùng, rồi giải tán, ai về nhà nấy. Tôi cũng về đây, thôi, chào chị và cháu gái, hai người ở lại mạnh giỏi nghe. Mẹ tôi và tôi chưng hững nhìn chú, một lúc sau mẹ tôi mới nói, đầu hàng rồi, tôi thấy người ta mặc thường phục đi về, sao chú không thay quần áo thường, mà lại mặc đại lễ như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao chứ con trai tôi còn có mấy bộ quần áo ở nhà đó để tôi nói con nhung lấy cho chú bận nghe chú ba cười chua chát trả lời lần cuối cùng của cuộc đời binh nghiệp của tôi mà chị tôi phải mặc đại lễ chứ tôi ái ngại nhìn chú hỏi thêm chú ba đi về cùng với anh em cảnh sát hay về chung với ông quận về chung chắc là an toàn hơn đó anh em cảnh sát đa số là dân địa phương họ tự đi về còn chú chú đi bằng xe riêng từ đó tới giờ nên hôm nay chú cũng về bằng xe riêng ông quận vừa nói chuyện với chú xong ông sẽ về sau cùng với những người lính nào ở Sài Gòn chú bà còn cái cờ của mình nữa sao chú không gỡ xuống để người ta xé đi thì tội nghiệp cho lá cờ lắm đó chú à. Chú mà chỉ có nhiệm vụ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Quân đội không có dạy chú cuốn cờ bỏ đi. Và chú cũng không thể làm chuyện đó được. Trước khi về, chú đã đứng nghiêm chào lá cờ lên chót rồi. Hãy cứ để lá cờ ở đó. Trong đầu óc của chú sẽ nhớ mãi hình ảnh lá cờ việt nam cộng hòa tung bay trong gió sau này lá cờ sẽ ra sao hãy để tương lai trả lời rồi chú quay ra đạp máy xe rồ ga đi thẳng ngoài đường tôi thoáng thấy những thanh niên mang băng tay đỏ cầm súng chạy lăng xăng chiều đến Má tôi hốt hoảng nhớ tới bầy cháu ngoại ở Sài Gòn. Má nói tôi ráng mang gạo cho chị tôi để mấy đứa nhỏ đói tội nghiệp. Tôi cảm thấy sợ hãi khi phải đi ra ngoài trong giờ phút này. Nhưng tôi cũng chất gạo lên xe Honda, chạy ra xa lộ đi về Sài Gòn. Dọc đường vẫn còn súng nổ, vẫn còn lính của mình chạy tới chạy lui. Quần áo lính vứt rải rác khắp nơi và rất nhiều đàn ông mặc thường phục đi bộ về phía Sài Gòn. Những chiếc xe tăng cắm cờ xanh dương và đỏ chạy rầm rộ trên đường, chạy qua mặt tôi một cách hung tợn, cũng hướng về Sài Gòn. Tôi sợ lắm, bậm gan, rồ ga chạy thục mạng. Bất chợt, tôi nhìn thấy ở vệ đường, một người lính mặc đại lễ màu trắng, với những huy chương đeo đầy trên ngực áo nằm bất động mặt đầy máu quay về phía đường lộ bên cạnh chiếc xe Vết băng lật nghiêng tôi thẳng thốt kêu lên chú ba cảnh sát tôi muốn dừng lại xem có phải thật sự là chú ba hay không chú còn sống hay đã bị mắng chết nhưng dòng người xô đẩy tiếng súng hai bên nổ vang rồi xe chở lính việt cộng chạy tới xe tăng thiết giáp bắn nhau qua lại tôi không thể nào ngừng lại được tôi bật khóc nhìn chú ba một lần chót rồi run rẩy chạy xe đi tôi nhớ lại hồi sáng sau khi chú ba đi được khoảng một tiếng đồng hồ thì một đám những tên đeo băng tay đỏ những tên đội nón tai bèo đã kéo lá cờ việt nam cộng hòa xuống xé nó tan nát đi tôi vụt chạy ra muốn dịch lại lá cờ nhưng vừa mới ra tích cửa đụng phải một đám đá cá lăn dưa cầm súng chìa tứ phía làm tôi sợ quá khiến tôi dội trở lại lúc đó tôi đã giận chú ba hết sức Tại sao không kéo lá cờ xuống mà cất đi? Để nay bị cái đám người này xé nát như vậy. Bây giờ, nhìn chú ba nằm đó, tôi lại nhớ câu nói cuối cùng của chú. Cứ để lá cờ ở đó, trong đầu óc của chú sẽ nhớ mãi hình ảnh lá cờ Việt Nam Cộng Hòa tung bay trong gió. Sau này, lá cờ sẽ ra sao? Để tương lai trả lời. Tôi không giận chú ba nữa và nghĩ rằng chú ba đã làm đúng. Chú ba ơi, trong đầu óc chú bây giờ, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại, vẫn còn tung bay trong gió, trong vĩnh cửu, phải không chú? Những ngày sau đó, rất nhiều khuôn mặt xuất hiện. Những khuôn mặt này rất quen thuộc với người dân dĩ an trước đây. Nhưng bây giờ, họ đã trở thành khác hẳn họ quấn khăn rằn đội nón tai bèo hiện nguyên hình là việt động bà con đi chợ nói với nhau cái đám này hồi đó đã bị cảnh sát chìm bị lính của ông quận mình bắt nhốt hết trơn rồi đó nhưng vì báo chí nói lung tung là bắt dân vô tội nên mới phải thả tụi nó ra nay thì rõ ràng quá rồi phải chi hội đó sự bắn hết tụi nó đi thiếu giờ đỡ khổ một thời gian ngắn sau đó những người bắc kỳ khác lại xuất hiện mà chúng tôi kêu họ là bắc kỳ 75. những bắc kỳ này láo cá và hỗn láo vô cùng khác xa với bắc kỳ 54 xưa Bắc Kỳ 54 xưa, anh nói nhỏ nhẹ, cái gì cũng cười. Còn đám mắc kỳ 75 bây giờ đội nón cối, đi chân đất, luôn miệng chửi thề. Khi nói chuyện, họ xưng ông, xưng cha với chúng tôi và sẵn sàng đe dọa. Ông báo công an bắt bỏ cha chúng mày đi bây giờ đấy. Mỗi lần ngày 30 tháng 4 quay trở lại, tôi lại nhớ tới quận Dĩ An, nhớ tới ông quận Thủy Quân lục chiến sát cộng nhớ tới chú ba cảnh sát tôi đã kể cho chồng con tôi nghe về những người này không biết họ còn sống hay đã chết chồng tôi hỏi tôi còn nhớ tên những người hùng này hay không lâu quá rồi hơn nữa hồi đó tôi còn quá nhỏ để mà nhớ mỗi lần đi ngang những đài tưởng niệm chiến sĩ việt nam cộng hòa tôi đều cầu nguyện cho họ Mất chợt một hôm đọc báo việt luận đọc bài cuộc đời đổi thay tôi mới biết ông quận trưởng dĩ an ông quận thủy quân lực chiến sát cộng trung tá nguyễn minh châu ông còn sống và đang ở bên mỹ tôi mừng quá kêu chồng tôi anh ơi ông quận dĩ an nè ông còn sống ông dứt báo nè anh coi hình ổng nè ổng mẫn đồ rằng đi oai hùng lắm nè thấy không em nói mà chúc mừng ông quận được bình yên sau những đổi thay của cuộc đời cảm ơn ông quận đã gìn giữ an ninh trong quận đã sát cổng để những người dân dĩ an như tôi có một cuộc sống yên ổn cho tới ngày 30 tháng 4. Người Việt của tôi là thế đấy. Nguyễn khắp nơi. Và kính thưa quý vị, vì quý vị vừa nghe xong bài viết của ông Nguyễn khắp nơi nói về ông quận trưởng quận Dĩ An. Cho nên tôi xin đọc tiếp những ngày cuối cùng đời binh nghiệp của mũ xanh Nguyễn Minh Châu trích từ hồi ký cuộc đời đổi thay. 30 tháng 4 năm 1975 Đây là ngày mà không ai có thể quên được. Đến khi nhắm mắt lìa cõi trần gian đầy mồ hôi, nước mắt và xương máu, nhất là với những chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong phần này, tôi xin kể lại tâm trạng não nề vào những ngày cuối cùng của các chiến sĩ âm thầm trong bóng tối vì ít được ai để ý tới họ đó là những chiến sĩ địa phương quân nghĩa quân và các viên chức xã ấp cũng như lực lượng cảnh sát quốc gia cán bộ xây dựng nông thôn và các chiến sĩ nhân dân tự vệ đã hy sinh ở lại cố thủ quận dĩ an tới giờ phút cuối cùng tôi xin ghi ơn những người đã tận tình giúp nước và cộng tác với tôi trong nhiều năm qua và xin thành kính tưởng niệm những người đã hy sinh vì tổ quốc họ là những anh hùng không tên tuổi sống âm thầm trong bóng tối mênh mông không bao giờ được hưởng ánh vinh quang nhưng can đảm và tận tình giúp nước sau khi bị thương trở nên tàn phế ở vùng một chiến thuật rồi được biệt phái qua ngành hành tránh tôi làm việc tại quận dĩ an được gần 7 năm về đức hòa hơn một năm rồi trở về lại quận dĩ an đúng một tháng trước ngày miền nam bị thất thủ buổi lễ bàn giao rất đơn giản không kèn không trống được tổ chức tại sân cờ của bộ chỉ huy chi khu Chủ tọa lễ bàn giao là Đại tá Lưu Yểm và một viên chức trên tỉnh Biên Hòa cùng xuống tham dự với ông. Tại quận thì có thiếu tá Chi Khu Phó, ông Phó quận trưởng hành chánh, các xã trưởng, các phân Chi Khu trưởng, các sĩ quan trưởng ban của Chi Khu, các trưởng ban trong văn phòng hành chánh quận, Chi Cảnh sát và cán bộ xây dựng nông thôn quận tham dự. Tôi cũng xin nói thêm là tôi đã làm việc với ba vị tỉnh trưởng của Biên Hòa là cựu Trung tá Nguyễn Văn Hai, gốc nhảy dù mới về thay thế cố đại tá Mã Xanh Nhơn, cũng gốc nhảy dù đã được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng hậu nghĩa kiêm trung đoàn trưởng của sư đoàn 25 bộ binh. Cái đó là cựu đại tá Lâm Quang Chính, cựu trung đoàn trưởng của sư đoàn 18 và sau cùng là cố đại tá Lưu Yểm về từ tỉnh Phước Long. Tôi chỉ gặp ông Lưu Yểm có hai lần khi trở về đây làm việc với quyền ông. Các vị này đều có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường nên được tư lệnh quân đoàn 3 đề cử làm tỉnh trưởng để bảo toàn an ninh lãnh thổ trong tỉnh. Hiện nay tại thành phố San Jose có vài cựu sĩ quan trưởng ban của chi khu và vài vị xã trưởng và phân chi khu trưởng như thiếu ý Nguyễn Văn Gắn và cảnh sát quốc gia đã từng làm việc với tôi rất lâu năm đã qua diện HO. Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại nhau sau những năm tù đầy cộng sản và tôi cũng lấy làm hãnh diện là các gia đình của anh em đều được ổn định tốt đẹp ông quận trưởng bàn giao chức vụ lại cho tôi khi trở về dĩ an lần thứ hai là trung tá nguyễn thế thứ người mà tôi đã bàn giao chức vụ quận trưởng dĩ an cho ông ta hơn một năm trước đây để tôi đi nhận chức quận trưởng đức họa hậu nghĩa lúc này tinh thần tôi bị dao động nhiều vì tình hình đất nước hết sức căng thẳng và tôi cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Tôi cảm thấy vui là được gặp lại cảnh cũ, người xưa mà tôi đã làm việc tại đây gần 7 năm. Tôi cảm thấy buồn là vì tôi phải rời bỏ quận Đức Hoàng mà tôi cũng yêu mến và ngược lại, họ cũng luyến tiếc sự ra đi của tôi. Mặc dù tôi chỉ làm việc tại đây chỉ hơn một năm, tôi phải từ giả vị tình trưởng hậu nghĩa là cựu đại tá tôn thất soạn, cũng là cựu tư lệnh lữ đoàn thủy quân lục chiến của tôi trước kia. tôi cũng đã gặp lại vài anh em của quận đức hòa như cựu trung úy lê xuân sang, trưởng phòng nhân dân tự vệ của quận, cựu đại úy cao thanh vân, trưởng ban ba của chi khu đức hòa và cựu trung úy lên phân chi khu trưởng vân vân bàn giao chức vụ xong là tôi bắt tay vào việc ngay vì tôi đã nắm vững tình hình lãnh thổ của quận dĩ an từ lâu rồi tất cả mọi đơn vị của chi khu ráo riết đặt kế hoạch phòng thủ chống chính xa địch căn cứ phòng thủ của bộ chỉ huy chi khu là căn cứ cũ của lực lượng đại hàn rất kiên cố hơn nữa sau Hiệp định Paris đầu năm 1973. Các đơn vị đồng minh trước khi rút đi đã để lại cho chúng tôi rất nhiều vũ khí đạn dược và gần 100 cây M72 chống chiến xa. Do Đại úy Thành, trưởng ban từ chi khu ngoại giao xin giữ lại, nên anh em chúng tôi cũng yên tâm. Trước ngày 30 tháng 4, 75, Đại úy Thành có nhắc nhở và đề nghị tôi cho phân phối hết đồ quân tiếp vụ cho trại gia binh Tôi đã chấp nhận ý kiến sáng suốt này. Nếu trường hợp chúng tôi bị bao vây, thì cũng có lương thực cầm cự được một thời gian. Cựu Đại úy Thành đã vượt biên sau khi đi tù và gia đình ông hiện nay cũng đang sống tại San Jose một quyết định khó khăn tôi phải ở lại đến giờ phút cuối cùng với anh em chiến sĩ và đồng bào tình hình tại quận còn rất yên tĩnh chưa có việc gì xảy ra chúng tôi chưa bị quân cộng sản tấn công và pháo kích nhưng một số chiến sĩ cũng nao núng vì nghe tin chỗ này di tản chiến thuật chỗ kia rút quên người thì mang gia đình xuống tàu kẻ thì xuống ghe đánh cá ra khơi và một số người đã được phi cơ mỹ cho di tản từ phi trường tân sơn nhất trước đó mấy tuần ông bà ngoại mấy cháu của chúng tôi sợ nguy hiểm đến tánh mạng của mấy cháu nhỏ nên mang hết về sài gòn để tôi rảnh tay lo nhiệm vụ vợ tôi thì nhất quyết ở lại căn cứ để yểm trợ tinh thần tôi nên anh em chiến sĩ và đồng bào thấy sự hiện diện của vợ chồng chúng tôi cũng bớt hoang mang và lo lắng. Một điều nữa làm cho tôi đánh đo không thể bỏ quận được là vì trong 7 năm tôi được sát cánh làm việc ngày đêm với anh em địa phương quân, nghĩa quân, viên chức quận xã ấp, cán bộ, xây dựng nông thôn và lực lượng cảnh sát quốc gia làm việc trong tình thương mến đậm đà. Các cơ quan và đơn vị hết lòng làm tròn trọng trách, nên nhiều năm qua tình hình dĩ an, rất yên tĩnh, dân chúng sống thanh bình, làm ăn phát đạt. Quân được dân thương mến và kháng khít, thật là tình dân với quân như cá với nước. Khi tôi được cấp trên đổi về lại quận cũ, anh em chiến sĩ vui mừng như gặp lại người anh cả đã vắng mặt đi xa mới về và đồng bào cũng vui vẻ đón nhận tôi như một đứa con biệt ly nay trở về quê cũ nên tôi xem quận dĩ an như có mối tình thiêng liêng gắn liền với đời tôi tôi hết lòng cảm ơn những chiến sĩ và viên chức lực lượng cảnh sát quốc gia và cả lực lượng nhân dân tự vệ đã hăng say cộng tác với tôi trong nhiều năm. Tôi xin nghiêng mình trước những anh linh của những người trong quận Dĩ An đã hy sinh vì nhiệm vụ với Tổ quốc. Đến nay, tôi vẫn còn nhớ mãi Nghĩa quân Nguyễn Văn Dữ, người cận vệ can đảm đã theo tôi suốt bao nhiêu năm. Vì lúc ấy, tôi đi đứng phải chống gậy, nên ông đã giúp đỡ đần tôi trong những lần nhảy trực thăng hay leo đồi lội suối trong các cuộc hành quân. Ông luôn ở bên cạnh để bảo vệ tôi. Ông đã chết trong trại cải tạo năm 1979 vì bảo bệnh mà không có thuốc chữa. Thỉnh thoảng chúng tôi có gửi quà về gia đình để đền đáp công ơn ông đã giúp tôi suốt thời gian tôi làm việc tại Dĩ An. Trong đời binh nghiệp của tôi, có ba chiến sĩ cận vệ và luôn luôn sát cánh bên tôi trong các trận mạc nay đã ra người thiên cổ. Ngoài nghĩa quân Nguyễn Văn Dữ, tôi vẫn còn nhớ và không quên ơn cố trung sĩ Nguyễn Văn Liễn. Trước khi ông tử trận ở quận Bồng Sơn, tỉnh Bình Định, ông là hạ sĩ thuộc toán biệt kích của tôi lúc tôi còn là tiểu đoàn phó tiểu đoàn ba thủy có lực chiến ông này đã tận tình lo cho tôi lúc tôi bị thương nặng nằm bệnh viện huế và đà nẵng còn một chiến sĩ nữa cũng luôn luôn sát cánh cạnh bên tôi ngoài chiến trường là hạ sĩ nhất nhất hồ nhân viên truyền tin của tôi đã bị tử trận ở vùng một chiến thuật tôi luôn thành kính tưởng niệm và ghi ơn ba chiến sĩ này đã giúp tôi rất nhiều. Đêm chờ sáng và cũng là đêm cuối cùng chấm dứt đời binh nghiệp của tôi, đúng 21 năm. Tất cả các chiến sĩ địa phương quân, nghĩa quân và viên chức quận, xã, ấp và cán bộ xây dựng nông thôn cũng như cảnh sát quốc gia trong quận đều tuân lệnh thượng cấp, quyết ở lại cố thủ. Nhưng đến đêm 29 rạng 30 tháng 4, chúng tôi bị bỏ rơi chơi với vì mất liên lạc với bộ chỉ huy tiểu khu tỉnh Biên Hòa và không biết phải nhận lệnh nơi đâu. Đông, Tây, Nam, Bắc chẳng còn ai yểm trợ trong khi đó chúng tôi được tin tình báo là một trung đoàn Cộng sản Bắc Việt cùng chiến xa T-54 đã di chuyển từ hướng Tân Uyên tới đường Cò Mi phía Bắc quận Dĩ An rồi dừng tại đấy. Chiều hôm đó tôi phải nhờ pháo binh của căn cứ thủy của lục chiến bắn trận mấy trăm quả 105 và 155 ly. Vị chỉ huy căn cứ sóng thần giúp tôi lúc đó là Trung tá Ân và cũng là chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện thủy quân lục chiến. Vị sĩ quan trực tiếp chỉ huy các pháo đội thủy quân lục chiến bắn yểm trợ là đại úy Minh thủy quân lục chiến. Hiện ông Minh đang sống cùng gia đình tại San Jose. Chúng tôi tiến thối lưỡng nan. Thôi, đành phải liều quyết từ thủ tới đâu hay đến đó đành phó mặc số phận cho trời định thật là một đêm hãi hùng hồi hộp tất cả từ quan tới lính súng chống chiến xa súng đại liên và súng cá nhân cầm tay thức sáng đêm chờ địch nơi phòng tuyến tiếng súng pháo binh và đại bác của chiến xa ta và địch nổ vang dội từ hướng hậu nghĩa và căn cứ sư đoàn 25 bộ binh tại Củ Chi. Nhìn những ánh sáng hòa châu chiếu chập chờn nơi cuối trời ở phương Tây, phương Đông và phương Bắc, và nhìn về hướng Sài Gòn thì thấy ánh đèn phi cơ trực thăng lên xuống. Chúng tôi đoán là Mỹ đang tiếp tục bốc người của họ di tản anh em chúng tôi rất não lòng, không biết vận mạng quận Dĩ An nói riêng và vận mạng miền Nam rồi sẽ ra sao. Mong chờ đến sáng rồi sẽ tính. Nhưng vào gần sáng, toán quân thám thính ở tiền đồn gọi máy báo về bộ chỉ huy chi khu là chiến xa địch đã đổi hướng bọc xa lộ vòng đai từ hướng lái thiêu trực chỉ Sài Gòn giã từ vũ khí trong sự uất hận và tủi nhục. Quân lệnh buông súng rã hàng, sẽ tan đời lính và người khổ đau. Sáng hôm sau lúc 10 giờ, tiếng nói Đại tướng Dương Văn Minh loan báo trên đài phát thanh Sài Gòn ra lệnh tất cả các đơn vị buông súng đầu hàng. Cái tin xét đánh làm cho mọi người từ quan tới lính. Cả trại gia binh và dân chúng đều bàng hoàng rơi lệ. Tôi liền dùng máy truyền tin thông báo cho các chiến sĩ và viên chức quận, xã, ấp, hủy diệt tất cả tài liệu. Hãy rời đơn vị và nhiệm sở với những lời chúc lành đến họ và gia đình. Và nói vài câu giả từ trong nghẹn ngào uất hạnh không cầm được nước mắt sau đó vợ chồng chúng tôi và một số anh em chiến sĩ có gia đình tại thủ đô rời căn cứ di chuyển về sài gòn vì chậm trễ sẽ rất nguy hiểm khi bọn việt cộng địa phương vào chiếm căn cứ nhưng sau đó chúng tôi được tin là đến chiều hôm đó bọn việt cộng mới dám vào chi khu toán di tản của chúng tôi gồm có một xe chip trên xe có tôi vợ tôi một tài xế và hai cận vệ thiếu úy tâm bộ chỉ huy chi khu và đại úy vân giang đoàn trưởng giang cảnh sông đồng nai tỉnh biên hòa đại úy vân là em vợ của tôi vì thương chị nên ở lại với chúng tôi trong đêm cuối cùng trưa ngày 29 tháng 4 75 theo lệnh của bộ chỉ huy giang cảnh đại úy vân cho tất cả tàu của đại đội giang cảnh về căn cứ ở nhà bè nhưng ông ở lại với chúng tôi từ chiều ngày hôm ấy nếu ông muốn ra khơi để gặp để thất hạm đội thì đã quá dễ dàng theo sau xe jeep của tôi còn có một chiếc xe GMC và một chiếc dot bốn x bốn chở các anh em của bộ chỉ huy chi khu đi theo mới ngày nào khi ra phố quận hay vào xã ấp gặp gỡ đồng bào anh em chúng tôi lấy làm hãnh diện với dân chúng vì công cuộc bình định lãnh thổ được tốt đẹp nhờ những sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ địa phương quân nghĩa quân và công lao nhọc nhằn của các viên chức xã ấp cán bộ xây dựng nông thôn và lực lượng cảnh sát quốc gia nên đồng bào quận dĩ an được vui hưởng cảnh thanh bình trong nhiều năm qua nhưng sáng hôm nay khi chúng tôi đi ngang qua khu phố chợ dĩ an đông đảo dân chúng ngậm ngùi đứng nhìn chúng tôi đi qua tôi cảm thấy xấu hổ mà muốn độn thổ vì nay mình là lính bại trận thoáng nhìn nét mặt u buồn của đồng bào tôi biết là họ đang âm thầm lặng lẽ tiễn đưa và từ giã chúng tôi ra đi trong sự nghẹn ngào và thương tiếc. Anh em chiến sĩ chúng tôi buồn lắm vì phải bỏ họ lại trong tình thương và nỗi nhớ. Ra đến ngã ba cây lơn và quốc lộ số 1, toán bộ chỉ huy chúng tôi tháp tùng đoàn quân di tản của các đơn vị thuộc Sư đoàn 18, các đơn vị thuộc căn cứ Long Bình, gồm có công binh, pháo binh, vân vân. Kẻ đi xe, người đi bộ lũ lượt đi về hướng Gia Định để về Sài Gòn. Đến gần cầu Gò Dưa, xe jeep của tôi bị vài tên du kích trong làng bắn một quả B-40 nhưng không trúng và rơi nằm ngay giữa đường lộ trước đầu xe. Chú tài xế tránh quả đạn và phóng ra chạy nhanh cho ra khỏi tầm mắt mấy tên du kích này. Thật buồn và bực tức, tôi chửi thầm. Đồ khốn kiếp, trước đây một ngày, chúng bay thấy bóng dáng anh em chiến sĩ chúng ta, thì chúng bay chạy chết cha. Bây giờ theo lệnh cấp trên, chúng ta đã buông sống, mà chúng bay hành động hèn hạ như thế. Nếu xe chip bị trúng một trái B-40 thôi, thì chắc chắn tôi và vợ tôi và vài anh em bị tiêu mặn trên đường di tản từ quốc lộ số 1 về Sài Gòn tới gia đình chúng tôi gặp thấy nhiều xác chết của những chiến sĩ dù và biệt động quân nằm rải rác đó đây lẫn lộn cả những thây của dân chúng có cả phụ nữ và trẻ con quang cảnh thật là vô cùng thê thảm khi về đến chợ lớn, chúng tôi vẫn còn nghe lác đác những tiếng súng nổ ở hướng ngã tư Bảy Hiền của các anh em chiến sĩ nhảy dù. Có lẽ tức giận rồi bắn chỉ thiên như có vẻ không bằng lòng tuân lệnh đầu hàng. Khi về tới nhà cha mẹ vợ tôi ở gần hãng bia chợ lớn, chúng tôi từ giả các chiến sĩ của bộ chỉ huy chi khu quận Dĩ An để ai về nhà nấy các anh em khóc sụt sùi và hứa hẹn hôm nào sẽ trở lại thăm chúng tôi. Nhưng tôi tự nói trong lòng, Than ơi, nước đã mất rồi, biết ngày mai sẽ ra sao. Ngày 30 tháng 4, 1975, đã chấm dứt đời binh nghiệp của tôi đúng 21 năm, vì ngày nhập ngũ của tôi cũng vào tháng 4 năm 1954. Vợ tôi đã chứng kiến những sự việc xảy ra tại quận Dĩ An vào những ngày cuối cùng và thấy những thảm cảnh trên đoạn đường di tản về Sài Gòn nên viết vài dòng thơ như những lời than thở khi nhớ đến ngày 30 tháng 4 năm 75 không bao giờ quên. Nhớ ngày tháng 4 Tháng tư cũng lại trở về, gợi người viễn xứ vọng về cố hương. Nhớ chăng ngày ấy uất hờn, lệnh đành buông súng tan hàng đớn đau. Nhớ chăng ngày ấy thảm thương, anh hùng tuần tiết giữ tròn thanh danh. Nhớ chăng ngày ấy điêu linh, gia đình tứ tán, cửa nhà an hoang nhớ chăng ngày ấy hãi hùng dắt diều chạy loạn xác người ngổn ngang nhớ chăng ngày ấy ngậm ngùi âm thầm bỏ xứ mắt nhòe lệ rơi nhớ chăng người chẳng ra đi mang thân tù tội lưu đày bắc thương. nhớ chăng khổ nhục anh hùng thất thời lỡ vận phải đành tan thương nhớ chăng những bậc vợ hiền gian truân giàu dại gánh gồng nuôi con nhớ chăng động mẹ còn mang con chưa biết mặt thân cha chết tù còn bao cái nhớ đoạn trường nhớ đi nhớ lại không ngừng lệ rơi bây giờ lặng mãi trời xa mấy mươi năm lẻ tháng tư ngậm ngùi tiến hữu Nguyễn Minh Châu, tiểu đoàn ba sói biển và cựu quận trưởng Dĩ An, biên hòa.